Đây xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay tiếp tục không phải trộn cô chú anh chị. Nói phải nói chứ ngày qua nay bệnh không cô chú anh chị. Giờ nói chuyện hơi khó nghe. Mong cô chú anh chị thông cảm bỏ qua cho like cô chú anh chị. Thì trước khi xem đầu ngày đó, cho like xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng like trong suốt thời gian qua. Like chân thành cảm ơn cái nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Bữa nay đầu ngày lại đem mà cũng dẫn một cái bẫy si cua đó cô chú anh chị. Còn ở đây đó là vỏ sách chuối, còn ở đây đó là vỏ sách lai đựng cứu lưới với cái lồng nước chuột của lai. Chứ ngoài ra cũng không có gì khác. Cho lai xin mời cô chú anh chị trải nghiệm cùng lai chuyến thứ 7 hôm nay xem như thế nào cô chú anh chị. Tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên của chú anh chị. Cái bẫy này bữa nay không dính thì lai sẽ cuốn đi, bởi vì bữa nay đó chỗ này là người ta đã có người làm rồi cô chú anh chị. Tụm gài người ta nghỉ Tết đó, ngày lai đặt đại. Giờ tao quay lên tao làm rồi. Dính không dính thì cũng phải cuốn cái bẫy này đi chứ không để được. Thấy sập rồi cô chú anh chị ơi. Rồi trời dính gì trong lóc vậy trời. Thì vậy ta. Rồi cái bẫy bữa nay sập vô cớ cô chú anh chị. Không thấy dính gì luôn. Ngộ vậy. Bẫy này có hiện tượng lạ cô chú anh chị. Không phải để lên cử nữa cô chú anh chị, liều mạng luôn. Thôi cuốn đi cô chú anh chị ơi. Ở đây là có một cái cô chú anh chị. Cái này để thăm rồi rồi dính trước thì trước dính sóc, thì rồi dính chuột. Kỳ này không biết dính gì đây. Bữa nay không dính chắc là dời cái bẫy này, dính chuột ra cũng dời. Rồi dính chuột nữa. Giờ qua bên kia lại cái chính trị. Ở đây đặt toàn dính chuột không. Chuột vàng. Ai làm gì nhổ đen đóng lông dưới trời. Lông mình đẹp. Ngộ vậy. Cái bẫy nó đặt trong này không biết còn không biết. Còn cô chú chị ơi. Sập nữa này, còn mới dính con gì à. Cái này hồi gọi trộn là nó móc chuối nè. Thấy sập là thấy phái thì chú anh chị. Mà mới dính con gì cũng quan trọng nè. Trời ơi, dính con chuột. Trời trồng móc chuối dính chuột trời. Kỳ vậy ta. Hết biết con chuột vàng nó bự. Vậy là chỉnh sửa cái bẫy này là cô chú anh chị. Cái bẫy này cũng dính em nè cô chú anh chị, tới giờ mất luôn. Ở bên đó anh nói cho cô chú anh chị, bên khúc trống này không phải nha, khúc bên bển á, bên mấy clip bển người ta trồng hũ qua. Bằng đêm bắt dính đâu ba bốn con rắn rắn hổ mây cô chú anh chị, ta kêu bằng rắn lãi á, rắn gáo cũng là nó. Cái này mà lai ở gần gần đây nè cô chú anh chị, lai quải đèn lai son đi bắt mấy đám hũ qua này nè, dính lúc luôn. Bởi vì người ta bơm nước nó lại, nó kiếm nước uống nó ở đây luôn. Rồi ban ngày rắn lớn nó trốn vô đây nè, còn rắn nhỏ nó bò lên đó đó, người ta mới bắt dính. Anh bắt dính nó chắc rắn cũng nhỏ nhỏ cô chú anh chị ơi, anh bắt ban ngày mà ban đêm mới lên nhiều. Cái bẫy này bữa nay hy vọng dính em nó, nhưng mà cái tỷ lệ dính cũng thấp cô chú anh chị, bởi vì lai bẫy là chuối không đẹp, chuối mà đợt Tết á kiếm ba cái chuối gì đâu không. Biết chuyến này sao đây. Chuối đẹp là lai bảo đảm bữa nay lụm đầu nó này về rồi dính chuột sập rồi cô chú anh chị ơi.
hình như vô rồi cô chú anh chị, vô rồi, vô cô chú anh chị, lại biết cái bẫy dính chuột văng ở ngoài lắm rồi, sao kỳ vậy ta, trời ơi cắn banh lò xo nữa cô chú anh chị, nó đã, rồi cắn hết chặt cái lò xo của lại coi nè, không còn gì chân, tiêu hết luôn cô chú anh chị, chỗ này lại bắt dính một em một ký rưỡi nè cô chú anh chị, ký rưỡi ký mấy là cũng quên này, lâu quá là quên không biết, em này ký mấy nữa rồi. Em cái máy nữa cô chú anh chị ơi. Ôi ôi đã. Nằm hơi hối không? Rồi nó cắn lò xo của lai nè cô chú anh chị. Nè. Tiêu tan hết luôn, hai cọng lò xo văng ở ngoài luôn á. Nè. Lò xo mới mày gì đó cô chú anh chị. Mà mình cái đầu mình cắt khúc á, cái mình xài lại được chứ không phải hư luôn. Cắt bỏ cái từ ngang cái khúc đoạn giãn này cô chú anh chị. Đã chật. Không có cảnh cảnh nào đã bằng cảnh này của chú anh chị. Em này ký máy nữa rồi. Ủa, em cặp đây đã quá. Lai nói dính con chuột mà tại sao cái bẫy văng ngoài kỳ hoài à. Nó lại nó ăn chuối chung với con chuột của chú anh chị, nó không sợ á. Để đi ra ngoài bắt luôn của chú anh chị. Đã. Cái vườn hôm qua Lai nói là cô chú anh chị, bằng ngày mà anh bắt ở đây là có gắn nào bằng đêm mà Lai mà đi qua đây sôi đó cô chú anh chị, có thể là Lai bắt gắn hàng khủng á, bây giờ ảnh bắt ban ngày thì gắn nha, ủa ban ngày chứ, ban ngày ảnh bẻ đó cô chú anh chị, bắt gắn nhỏ, Lai chưa thấy gắn bắt con ba lớn nữa, mà Lai nghe nói, là ban đêm Lai qua sâu đó cô chú anh chị, bắt hàng khủng luôn á, em này chắc ký máy cô chú anh chị, à. Bắt em nó ra luôn cô chú anh chị. Bỏ dính con trồng đờ trồng đực của chú anh chị, bữa nay mới dính trồng cái nè, con này chắc cái là chắc rồi, bây giờ nguyên cặp đó nè, cắn lò xo bánh chân, mà con này chắc có khoảng từ giá 1,2 kg ăn lên nha cô chú anh chị, chứ không phải nhỏ đâu, để bừng lên cô chú anh chị xem sướng sướng cô chú anh chị đây. À, đó đã chưa. Ông ngự ông gên này, ông gên này. Ông này ông gên nha cô chú anh chị, ông nhát quá ông gên. Ê ê cắn á. À. Đó. Ông này nhát hơn cái con em đực hồi gọi của chú anh chị, em này chắc là cái này nè. Em này chắc là cái thôi. Bữa nay bắt cái luôn cô chú anh chị. Mày chắc có khoảng một ký ba quá. Bỏm coi coi lộn con chồng kia coi không thấy coi nói chồng cái à, về về nhà ăn trong địch. Em này cái là chắc rồi, đừng chọc nó la quá cô chú anh chị. Đã không? Tại vì nó nhát á. Để lại bỏ vô cái tiếp theo quay chia sẻ của chú anh chị xem. Chỗ này là mới dời nền của chú anh chị. Mà lại đặt chỗ này thì hơi dở. Bởi vì cái chỗ địa hình này thì im quá im, mà lớn quá lớn lộ lúc trong đó thì sợ chó sủa của chú anh chị. Nhà ta trong đó đó. Lại đặt ngoài này luôn. Bởi vì chồn nó cũng lâu lâu nó mới đi gan lần. Chỗ nào quên rồi ta, đặt trong cỏ ủa trong cỏ khó kiếm cô chú anh chị, sập rồi cô chú anh chị, ấy dạ ôi ôi mắc cỡ quá trời luôn rồi, những người ui dạ trời ơi mắc cỡ của chú anh chị, những con gì đây, ở dính chuột, chuột con gì ta, sóc của chú anh chị ơi, có lý cũng được, hột sóc à, hột sóc bự quá bự,
đào. À, nó không nằm im được, nó quậy lắm luôn chú anh chị. Kệ có gì làm nấy. Bữa nay vô đây làm em nữa các, cho nó thơm thơm rồi. Cái bãi này với hai em cô chú anh chị. Mà lại không đặt trong đám đám cỏ bò. Vì đám cỏ này nó trồng nó đống liền liền cô chú anh chị. Lại không đặt ở đây, lại đặt ở ngoài không à. Chanh chanh cái đường nó đi qua này. Bên kia lại bên đây thì miếng rừng cháy này cô chú anh chị, lớn lắm. Nó qua qua đường này. Bởi vì dính hai em. Sập không? Trời ơi, trong lóc của chú anh chị không sập. Ở đây còn chống hết đâu cô chú anh chị, bởi vì ở đây lớn lắm. Đó. Nó đi cái mé lề và nó của chú anh chị nó tuột xuống lăn lẫy nó qua đường này nè. Nó lên lăn lẫy đúng không? Ở đây đã dính rồi mà ngặt bữa nay không không dính nữa rồi. Cái địa điểm quen thuộc cô chú anh chị. Chặn cái nhà. Chỗ này lại dính mấy con sóc liền. Và bữa nay không dính thì lại sẽ cuốn đi làm bẫy xi cua của chú anh chị. Ta lấy cái bẫy xi cua lên đặt rồi. Rồi chết thiệt mà. Hay là còn gì đã móc chuối vậy. Còn của chú anh chị không dính luôn rồi. Giờ của chú anh chị. Giờ cũng mãn nguyện. Cái bẫy này mà hôm dính sóc rồi cô chú anh chị. Ai dẹt cái lỗ to pho vậy. Bây giờ lại đậy lại. Ở ngoài nhìn vô là không thấy, đi vô tới đây mới thấy cái lỗ. Là kéo qua cái chào lại đậy lại. Khui. Rồi còn nguyên luôn. Còn nguyên của chú anh chị ơi. Để la thay mồi của chú anh chị. Cái bẫy này là của chú anh chị. Chỗ quầy chuối mà lai nói là chuối gừng nè. Chuối này không biết loại chuối gì. Lai cũng không biết mà không thấy ai đóng ăn hết nha cô chú anh chị. Chính người ta bỏ luôn. Cái bẫy này là nó lại móc chuối lai xuyên suốt 24/24 luôn. Mấy cặp chuối liền mà không dính nó luôn của chú anh chị. Lại lấy đầu là tấn kỹ dữ lắm rồi mà không biết bữa nay sập không đây nè. Sập rồi cô chú anh chị. Sập rồi nó tới số nó không biết còn gì đây. Trời ơi con chuột, cái kỳ ta. Trời ơi tấn cho cố dính chuột cô chú anh chị. Hết nói luôn rồi. Không lẽ con chuột mà nó khôn dữ gì sao? Con chuột đâu khôn dữ đâu cô chú anh chị. Trời ơi tấn. Chuột ba lớn vậy nè. Cái chuột nhỏ đâu. Ở đâu khôn dữ vậy. Kệ lụm luôn cô chú anh chị. Hết biết rồi. Cái bẫy này nó cũng loại móc chuối của Lai nữa nè cô chú anh chị. Mà Lai nghĩ chắc con sóc. Bữa này nó ngon nó lại nó móc một cái nữa đi. Sập rồi cô chú anh chị. Nó tới số nó rồi đó. Lại tấn kỹ lắm mà. Mà không biết con gì đây. Trời ơi chuột nữa rồi. Sao kỳ vậy ta. Không lẽ con chuột mà nó khôn dữ vậy. Hết biết rồi. Trời ơi một bài chuột luôn. Hai em luôn. Hết biết mà. Hai em khủng không á. Nhảy vô móc về năng. Một em không sập nè cô chú anh chị. Em thứ hai vô nặng quá mới sập đi. Bờ hết hai em luôn. Móc. Móc đi em. Cái bẫy này bữa nay vô cuốn cô chú anh chị. Trên cái hang trồng. Ngay cái hang trồng luôn mà thăm. Chất quất mấy kỳ vậy. Dính
đâu được anh em hai em xúc đất gì đó xong luôn. Xúc cái này sao đây, tiền vô cuốn này dính cái ngon à. Trời ơi không sập luôn kìa, ở xa thấy cái nắp còn thấy gồi kìa. Thôi treo trong chùm chuối của chú anh chị, cuốn là vừa rồi, cuốn cháy luôn. Ở trong này lại có đặt con thái này của chú anh chị. Sập rồi của chú anh chị ơi, hình như vô của chú anh chị ơi, vô nữa. Trời ơi cái chỗ này nó đã, cái chỗ này lại mới đặt là đầu tiên của chú anh chị, lại cái đá đá là dằn rồi kìa, ông ngồi cho kho chúng kìa. Rồi rồi nó đã vô tận chui vô của chú anh chị, ông ngồi cho kho trong này nè, ông mồi hơi biết đã rồi. Trồng đen là dằn ba cái đá gì mà nó ngồi trong lóc của chú anh chị đó. cắn đầy đá xuống đỏ cắn vô của chú anh chị. Trời ơi kiến lửa ra đâu ra dữ vậy ta, kiến lửa cắn chồng ra rồi. Mà không sao, em này ký mấy của chú anh chị ơi, vô rồi. Em này ký mấy nữa rồi, quá đã của chú anh chị. Cái lửa thì dữ vậy ta, đây là vũ rồi của chú anh chị, quá đây nè. Lại đây ngoài lại bắt của chú anh chị cắn giãn rồi cho trên cái bẫy này, lôi là bẫy thông của ai này của chú anh chị. Đây bắt em nó ra luôn của chú anh chị. Em này trồng đen, em này kiếm mấy á, coi chơi được hai cái rồi nè. Nè. Ôi nó đã của chú vậy ơi. Nó mê. Nè. Em này hơi nhát của chú vậy, em này còn nữa nè. Chỗ này còn của chú vậy. Pin chơi đó. Trời ơi nó đã. Nè. Đó. Nè. Quá đã của chú anh chị. Đó. Coi cái tay kia này, nó phồng tay lại. Bắt đây à. Em này ký máy của chú anh chị. Cắn banh rồi so cho anh coi được. Ủa em này nặng lắm cô chú chị ơi. Em này nặng lắm, quá đã rồi. Em này chắc có khoảng từng ký 3, ký 4 của chú anh chị mình chơi đâu. Còn nhủi tay lại nè. Em này bằng em kia của chú anh chị, bằng cái em lai mới dính vừa rồi luôn á. Mà em này cực kỳ nặng nha, trồng đen cực kỳ nặng luôn á, quá đã. Thấy gì chứ nặng hơn em kia là cao thắng mấy lạng rồi, thấy cưng không. Để lại bỏ vô cái tiếp tục quay chia sẻ của chú anh chị xem. Cái này bữa nay biết sao thì chắc cuốn quá của chú anh chị, dính thì để, không dính thì cúng. Còn nguyên màu luôn, chắc đây là cự nữa của chú anh chị, cự nữa thế nào. Cái này lại cũng mới dời nền của chú anh chị, đặt sát mấy nhà luôn, nhà không có người ở, trời sát mé luôn. Rồi
ở xa nhìn thấy trái chuối còn, thấy trống lỏng rồi. Cái bẫy này nó ngon lắm rồi, phải chơi rồi. Bẫy lý tưởng của chú anh chị, thay mồi đó. Thay mồi đó là chú sao lụm em cài. Chuối này dở lắm cô chú anh chị, bị lai hết chuối rồi đó. Ba chuối non nó vú đại luôn. Cái bẫy này hồi rồi nó móc chuối của lai này cô chú anh chị. Lai tấn rồi. Mà chuối này hơi dở mới độc chứ không biết dính không. Nó mà nó lại nó móc nữa là kêu nó bằng sư phụ lại luôn á, chứ không phải nói. Mấy chuối này lại nó ăn quan trọng á. Trời ơi, chuối này nó không lại cái gì của chú chị ơi, kỳ vậy ta. Là tủ và cái lá này nè cô chú anh chị nhá. Gì nè, chứng tỏ nó không lại nha cô chú anh chị. Chú này nó không ăn luôn. Còn nguyên mồi à, nó sẽ tới số nó với lại. Là thay túi cô chú anh chị. Cái bẫy này bị văng ra ngoài tới giờ dính toàn sàm chí đú rồi không cô chú anh chị. Không biết con gì vô phá bẫy lại văng ra ngoài mà tới giờ không dính gì luôn, mà lại nghĩ chắc chắn là con tròn cô chú anh chị. Sập cái cây, sập nữa rồi chú anh chị ơi. Những con vẫn thấy chân trời. Trời ơi, sập dính chuột nữa rồi. Hết nói nổi luôn. Bỏm từ cái bẫy của lai cô chú anh chị, từ đó thấy không? Từ cái này nó dần nó tới đây nè, nó nằm ngoài này luôn nè. Mà trong đây hai trái chuối bị ăn còn, không biết cái con gì luôn. Cái này là cái cuối cùng luôn của chú anh chị. Hy vọng cái cuối cùng làm thêm em nữa cho thông thơm cái cây. hai em gì cũng ngon lắm rồi cô chú anh chị. Chứ không phải chơi đâu, bởi vì hai em khủng không. Cái cuối cùng là sau đây. Đã thấy cái đường mòn. Trời ơi, còn nguyên của chú anh chị thôi. Chuối hư trơn. Chú này là dở lắm. Là thay mồi của chú anh chị. Thay mồi này lai ra ngoài để chia sẻ thành quả của lai hôm nay. Coi hai em chậu của lai được nhiêu rồi của chú anh chị. Ngon lắm à. Ừ. Chị không phải chơi đâu. Chú gì nè. Chú gì lai sách đi đặt luôn rồi của chú anh chị. Hỏi sao dính. Bởi vì cái nãy đầu tiên còn ngon. Tới nãy thứ hai, nãy thứ ba đầu tệ đó. Lai thả bẫy cũng đã xong rồi cô chú anh chị. Thì trước khi xem thành quả đó cho Lai xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã gửi đến câu comment thân thương ban tặng cho Lai. Lai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Ủa này không có chừng gì ta. Thì Lai dính một em sóc rách với hai em tròn. Chuột của Lai thì tính ký thôi cô chú anh chị. Chuột của Lai chắc là ký. Thì dưới em sóc rách, sóc rách. Một em sóc rách để đây đi. Dưới hai em chồng. Ừ, em này sao mà em này hơi ướt quá cô chú anh chị ơi. Cái gì Lai đổ nước nó động lại á. Em này khô nè. Mà không biết em nào nhiều ký hơn em nào thôi. Cái này chắc có lưới là chạy hồi Lai trừ cho dư dư của chú anh chị. Thì mức cân là 00. Không biết em này em trước em sau để chắc em này em sau quá. Em này là 1 kg lô 7 của chú anh chị. 1 kg lô 7 thì Lai trừ cho 3 lạng luôn đi. Trừ dư số lượng dư nghe cô chú anh chị. Thì cũng còn 1 kg 4.
Chắc em này là em nhỏ hơn em kia nè cô chú anh chị. Thấy không ta? Chắc em này nhỏ hơn nè. Để đi coi thử coi. Là được 1,4 kg chồng cô chú anh chị. Đó, tôi lưới này mới khô nè. Phải không biết. Đúng rồi em đó, em chồng đang cô chú anh chị ơi, em đừng đang đúng rồi, em đừng đang 1,4 kg. Còn em này chắc nhẹ hơn quá. Biết chưa biết em nào nhẹ hơn, lại thấy hai thai em mày đồng nhau rồi đó, mà cái nặng cái cầm hơi nặng hơn kỳ. Phải rồi cô chú anh chị ơi. Em này là 1,5 kg. 1,5 kg là trừ cho 2 lạng là em này 1,3 kg cô chú anh chị. Đó. Vậy là em này được 1,3 kg. Em này nhẹ hơn em kia. Bởi vì cái túi lưới này khô cô chú anh chị. Túi lưới này khô là lại trừ cho 2 lạng, còn túi lưới này ướt là lại trừ cho 3 lạng. Đúng rồi, em này em trùng đen này của chú chị. Em này nặng hơn dữ lắm. Chắc lai và cân kịch kỹ đây em này từ giá một gần 1,5 kg cô chú anh chị, nhưng phải chơi đâu. Em này cả 1,5 kg đó. Cuối clip này cho lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Lai xin hẹn cái nhà clip tiếp theo. Lai xin mến chào tạm biệt cả nhà.